Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Cư sĩ Quang Lê, tôi đã nghĩ đến chuyện đi tu. Giọng ca đập vỡ cái đàn cho biết đã nghĩ đến chuyện đi tu, không phải vào chùa, cạo đầu trọc mới là đi tu. Có thể tôi tu tại gia nhưng chuyện đó làm được không vẫn chờ vào cơ duyên, anh nói. 3 năm qua, Quang Lê chủ yếu sống ở Việt Nam, ít về Mỹ, cuộc sống của anh thế nào? Trước đây, tôi chủ yếu sống ở Mỹ. Cuộc sống khi đó bình dị và đơn giản vô cùng. Ngày thường tôi ở nhà, cuối tuần mới đi hát. Từ khi về về nước, nhận lời làm giám khảo các game show, tôi hầu như dành trọn thời gian cho nghệ thuật. Thời gian qua, tôi đã từ chiếu nhiều show ở hải ngoại. Có bầu show chấp nhận trả tiền gấp đôi, người bồi dưỡng thêm 10.000 đô nếu tôi về Mỹ hát. Nhưng tôi đều từ chối, quãng đường bay dài mà chỉ hát một show rất là mệt. Sau vài chục năm đi hát, ở tuổi này anh có gì trong tay? Kinh tế của tôi chỉ bình thường thôi, nếu muốn trở thành đại gia thì phải kinh doanh mới được. Tôi chỉ có nhà triệu đô ở Mỹ, đó là ngôi nhà tôi tâm huyết mua tặng cho ba mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng chỉ có vài căn hộ, bao nhiêu tiền bạc tôi đều đầu tư vào làm sản phẩm. Trên game show, cân nặng của anh đôi khi bị đồng nghiệp mang ra mua vui cảm xúc của anh khi bị body shaming trên truyền hình. Tôi nhìn mọi việc thoáng lắm khi làm game show, làm sao có thể tránh khỏi một số lỗi. Nhiều người có thể khó chịu khi ngoại hình của mình bị mang ra làm trò cười, nhưng tôi cảm thấy bình thường khi bị đồng nghiệp mang sự béo của mình ra để trêu đùa. Tôi nghĩ béo không phải là cái tội, nếu béo mang lại niềm vui cho mọi người cũng được. Bản thân tôi không cố tình chiêu trò hay cố tình tạo tai tiếng. Tôi sống đơn giản, nghĩ gì nói đó. Tôi không thể sống dối lòng mình. Chính vì sự vô tư, thẳng thắn đó nên tôi dễ làm mất lòng mọi người. Anh là nghệ sĩ lớn nhưng lại vướng tai tiếng thiếu chuyên nghiệp như đi trễ, quên giờ. Thậm chí anh từng đi muộn 6 tiếng trong một chương trình. Nghệ sĩ Việt Nam đi trễ là điều khó tránh khỏi. Tôi cũng nhiều lần đi trễ ngủ quên. Được gặp gỡ những người anh lớn, giờ giấc họ thực hiện chuẩn mực khiến tôi phải nhìn lại mình khi gặp họ. Tôi nhận ra giá trị quan trọng nhất là đúng giờ. Từ đó tôi học hỏi và hoàn thiện dần. Trước đây ở Mỹ, tôi chỉ đi hát, không có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện với những người có thâm niên, kinh nghiệm sống. Về đây, tôi tự nhủ phải thay đổi, làm việc chỉnh chu hơn. Trong thời gian quay thần tượng Bolero, tôi đi trễ do hôm đó có chuyến bay từ Đà Nẵng về thành phố Hồ Chí Minh. Tôi phải về nhà sửa soạn, sau đó mới tới trường quay. Quãng đường từ nhà đến trường quay lại quá xa. Khi đến, gặp anh Ngọc Sơn và chị Như Quỳnh, tôi đã cúi đầu xin lỗi. Tôi già rồi, không thể để sai lầm khiến mọi người rời xa mình. Hậu quả từ sự thiếu chuyên nghiệp về giờ giấc anh nhận được là gì? Là nghệ sĩ ai cũng sợ mất hình ảnh chứ. Hơn nữa tôi là người mắc lỗi. Sau những lần ngủ quên, tôi có quản lý giám sát giờ giấc. Trước đây vì ngủ quên, tôi mất show và bị mất luôn cả tiền. Thời điểm đó có lúc tôi hơi bê bối về giờ giấc. Một lần bầu show mời tôi về Mỹ hát, tôi đã ngủ quên. Khi tôi thức giấc là gần 22 giờ tối, vì thế tôi phải tự chịu 3.500 đô tiền vé máy bay, đền bù thiệt hại cho bầu show 2.000 đô. Lần khác tôi được mời tham gia một chương trình ghi hình ở miền đông nước Mỹ. Cũng từ Việt Nam về, tôi đã ngủ quên ở khách sạn và không xuất hiện trong chương trình. Trong 2 tuần, cô giám đốc trung tâm đã không nói chuyện với tôi. Sau đó, tôi gặp cô giải thích và mới được bỏ qua. Sau một lần ly hôn, vài cuộc tình ồn ào, chuyện yêu đương của anh ở tuổi tứ tuần ra sao? Mấy năm nay, tôi không có tình yêu. Gần cả năm qua ít show diễn vì ảnh hưởng của dịch bệnh, tôi chủ yếu ở nhà, thỉnh thoảng người quản lý đến nhà thăm tôi. Tôi ở một mình quen rồi không cảm thấy cô đơn, bạn bè rủ đi chơi tôi thường từ chối, tôi cũng không thích tới nơi đông người. Ngoài ra, Quang Lê cũng tranh thủ khoe nhẹ ngôi nhà triệu đô. Trên thực tế căn biệt thự này đã được nam ca sĩ mua cách đây vài năm, nhưng đến giờ anh mới tiết lộ về giá trị của nó là 100 tỷ đồng. Quang Lê chia sẻ căn nhà này tôi mua được một thời gian rồi, tôi mua để có chỗ che nắng che mưa thôi, chứ cũng không có gì to tát. Được biết Quang Lê hiện đang sở hữu 4 căn biệt thự tại Mỹ, căn nào cũng rộng lớn bề thế, trong đó một căn biệt thự Quang Lê ở từ nhỏ cùng gia đình, một biệt thự sân vườn từng dùng để tổ chức đêm nhạc riêng với Mai Thiên Vân, một căn biệt thự mới tậu gần nhà danh hài Thúy Nga và căn biệt thự trong clip mới đăng tải, tất cả biệt thự đều có giá trị lớn trên triệu đô. Có thể thấy căn biệt thự nam ca sĩ mới khoe trong clip là đẹp nhất trong 4 căn. Nơi này có diện tích rộng, nhiều phòng ốc và vừa xây mới tinh. Mọi thứ đều sáng loáng, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi hiện đại, nội thất đắt tiền. Dưới bài đăng, rất người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến ca sĩ Quang Lê khi có nhà mới, đồng thời mong anh và Hà Thanh Xuân sớm thông báo tin vui.
họ cũng khen ngợi cả hai đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Giọng ca Sầu Tím Thiệp Hồng cho biết Hà Thanh Xuân đang ở với bố mẹ và em trai tại California vài năm trước. Gia đình cô mua ngôi nhà rộng 600m² để mọi người sống quây quần. Quan lê thân thiết Hà Thanh Xuân nhưng hiếm dịp ghé thăm cô tại nhà riêng. Anh nói bị choáng ngợp bởi tổ ấm gọn gàng, xinh xắn không quá lớn nhưng tạo cảm giác thoải mái. Quang Lê được Hà Thanh Xuân dẫn đi thăm vườn cây, khu nướng, BBQ và phòng khách. Anh thấy ấn tượng cách cô treo các bức chân dung chụp cách đây 5-6 năm đang che những tác phẩm hội họa khác. Một góc khác trong nhà vợ cụ Thắng Hoa cũng được Quang Lê chú ý, đó là căn bếp. Dù ít nấu nướng, Hà Thanh Xuân đầu tư nhiều đồ dùng hiện đại và giữ không gian này luôn sạch bóng. Dịp này Hà Thanh Xuân làm một số món ngon đãi bạn. Cô nói đây là lần đầu tiên nấu ăn cho một người đàn ông ngoại trừ bố đẻ. Quang Lê bất ngờ tỏ ra hạnh phúc và trân trọng. Xuân rất thương tôi, Quang Lê nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.